Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming. Và Di Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khả sẽ hướng dẫn anh em cách tải server mới Đại Phật Sơn. Sẽ chính thức mở test vào ngày 16 tháng 11 và sẽ chính thức open vào ngày 19 tháng 11 này. Và sau cái buổi livestream hôm qua thì cũng khá là nhiều anh em không biết cách tải game, cũng như là tải game rồi mà không vào được game. Thì ở video này thì Khả sẽ hướng dẫn anh em cách tải game và cũng như trước khi vào game thì chúng ta nên làm gì để có thể vào game được nha. Và trước khi tải game thì anh em hãy truy cập ngay vào website congthanhchiensua.com, không giấu nha mọi người. Rồi anh em sẽ nhấn vào cái phần cài đặt bên trước mặt của chúng ta này. Anh em thấy không? Đó. Được, hãy lên con chuột cho anh em thấy đã. Rồi ok. Đây anh em thấy cái chữ cài đặt ngay không? Đó, chúng ta sẽ nhấn vào khu vực cài đặt ngay này. Còn nếu anh em không tải được hay là tải rồi mà không vào được game nữa thì anh em hãy chia BM vào chỗ này. Đó, tiếp tục với vai trò tên Facebook của anh em. Anh em nhấn vào, anh em chat với đội ngũ fanpage. Bên này Adder sẽ trực 24/24 và cũng như là hỗ trợ support tải game, cũng như là làm tất tần tật mọi cái công chuyện để anh em có thể vào game ngay một cách rất là ok. Đó, anh em nhiệt kích vào chỗ này. Rồi anh em chat với Adder, alo cho mình tải game này nọ, anh em cứ chat rồi anh em enter thôi, bên Adder sẽ hỗ trợ ngay thôi. Rồi ok. Và bây giờ thì như Khả nói thì chúng ta sẽ nhấn vào khu vực cài đặt ngay để tải game về. Đó. Ở khu vực này thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông tin server của cụm này. Thì chúng ta đang muốn tải cụm mới nhất, đó là Đại Phật Sơn, anh em thấy chưa không? Đại Phật Sơn mới này. Rồi anh em kích vào hai link tải, link nào cũng được. Cảm giác link nào tải nhanh thì anh em tải thôi, cũng như Khả thì Khả hay tải cái link chỗ này. Nó khải kích vào. Rồi chúng ta sẽ kích vào và chờ đợi nó tải về nha anh em. Rồi, nó sau khi kích vào thì nó sẽ chạy cái dòng bên dưới này thấy không? Đang bắt đầu tải này. Đây đây. Khải sẽ thu nhỏ cho anh em. Đấy anh em thấy không? Nó sẽ đang hiện một cái file rap chỗ này, file rap chỗ này. Thì anh em chờ nó tải xong thì anh em sẽ bắt đầu tiếp tục làm theo các bước thôi. Và ví dụ như bây giờ nó đã tải xong đi, anh em chuột phải và anh em chọn vào cái mục đó là hiển thị thư mục này. Anh em thấy chưa? Kích vào. Đó, sau khi tải xong nha. Anh em lưu ý là sau khi tải xong nha. Anh em kích vào hiển thị thư mục. Đó. Hoặc anh em có thể kích vào chỗ này. Đây, hoặc sau khi anh em tải xong thì anh em sẽ kích vào một cái thư mục chỗ này. Đây, sau khi anh em tải xong thì anh em chuột phải chỗ này đúng không? Như Khải nói, hiển thị thư mục là nó sẽ hiện ra cái file này, cho đó anh em tiếp tục cài đặt. Hoặc là anh em nhấn vào chỗ này, cái góc bên tay phải của chúng ta này, mở trang đang tải xuống này, kích vào. Thì nó sẽ hiện ra tất tần tật những cái file anh em vừa tải xuống ở khu vực này, anh em thấy chưa? Và sau khi tải xong thì anh em sẽ nhấn vào cái chữ hiển thị thư mục. Ví dụ như cái này là tấm hình này, cái này là tấm hình của Khải này. Còn trên này ví dụ nó tải xong, anh em sẽ nhấn vào hiển thị trong thư mục. Đó, ok chưa? Rồi ví dụ anh em kích vào hiển thị trong thư mục thì nó sẽ hiện ra ngay cái bảng của chúng ta luôn. Đây. Ok anh em, đây. Sau khi nhấn vào thì cái file Khải thì Khải tải, Khải đỡ ngay trên desktop đó nè anh em. Đó, anh em thấy chưa? Đó. Thì nó được một cái file như thế này. Thì trước khi anh em tải game cũng như cài đặt game, anh em tìm một cái ổ gì đó. Ví dụ trong ổ cứng của anh em dư cái chỗ nào anh em muốn bỏ game. Thường thường anh em đừng nên bỏ hồ sơ nha. Nếu anh em bỏ hồ sơ thì mỗi khi cài win cũng như là này nọ thì cái game nó sẽ bị mất, sẽ cài lại từ đầu. Còn như Khải ví dụ đang dư ổ đơ, ổ g này. Đó, bây giờ thì Khải sẽ tải game cho ổ g. Và Khải sẽ tạo một cái new form. Đó, và anh em muốn đặt tên như thế nào anh em tự đặt thôi. Như Khải đại Phật Sơn. Đó. Đó. Ví dụ như bị lỗi thì anh em tùy thôi. Anh em đặt tên nào đặt, ví dụ đây là Khải New Fort 2. Khải sẽ bỏ qua cái lầm luôn cái này này, lại này. Khải sẽ cúc luôn cái này luôn, là cầm cái này đi luôn. Cúc. Rồi chúng ta bỏ vô cái mục game. Đó là cái mục game anh em tạo nha. Rồi, chờ nó đã nó chạy xong. Nó chạy vào cái thư mục mình vừa tạo trong cái ổ mình cần tải, còn cần cài đặt này nè. Đó. Nó vô, đó nó chấm chấm. Xong khi nó vô đã hết thì anh em sẽ nhấn chuột phải. Rồi anh em nhấn vào eject her. Đó. Thì nó sẽ hiện một cái bảng đóng password, anh em sẽ nhấn 1 2 3 4 5 6. Anh em lưu ý là chỗ này là password là 1 2 3 4 5 6 nha. Đó, rồi ok. Thì bây giờ tất cả các file game này nó sẽ tự động cài đặt vào cái thư mục anh em vừa chọn. Đó. Và anh em chờ đợi nó cài đặt thôi anh em. Chờ đợi nó cài đặt xong xuôi đâu đó thì chúng ta sẽ làm một hai bước nữa thì chúng ta có thể vào game thôi. Đó. Nói chung là mấy chị nhanh hay chậm thì tùy vào mấy con em thôi. Còn đây mấy chị Khải chạy tầm này thì cái file cài đặt cũng khá là nhanh. Đó. Cho anh em chờ đợi một chút luôn. Hiện nó chạy rất là nhanh luôn.
Để nó vô nó chạy xong cái bản cài đặt này thì Khải sẽ chỉnh cái chỗ kia nữa là xong thôi. Tại vì nó sẽ theo thông tin tùy theo cái bản Win của anh em. Như đây Khải đang xài Win 10 nè anh em. Rồi trước khi cài đặt xong thì anh em sẽ kéo xuống phần bên dưới. Kéo xuống phần bên dưới nè anh em. Cái phần bên dưới chỗ cái phần đây. Nó có chữ cái mục game này. V game này. Cái đuôi này là đuôi EDE này. Rồi anh em chuột phải. V game. V game. Chấm EDE. Em chọn vào Protect. Rồi em chọn vào cái dòng Combality ở đây. Rồi em kích vô cái dòng Change Setting. Rồi chỗ cái mục này thì anh em Win nào thì cỡ nó. Cái này theo Khải thấy thì nó cũng bình thường thôi, không cần chỉnh chỗ này đâu. Đó, rồi anh em chọn vô cái dòng này. Anh em chọn vô cái dòng 16 bit. Đó, 16 bit và chọn chế độ Run, chế độ Admin. Thì nó sẽ chạy rồi Apply. Ok. Rồi nó sẽ tự động thay đổi chỗ này luôn. Rồi ok. Rồi sau khi ok xong xuôi thì bây giờ thì việc còn lại thì Khải sẽ bỏ kéo cái auto update này nè. Anh em thấy cái auto update không? Auto update này là auto một game đã chạy game này nè. Rồi anh em sẽ chuột phải. Anh em chuột phải, anh em nhấn Cento. Anh em bỏ ra desktop. Rồi desktop đây. Đấy, thì nó sẽ ra một cái đây, nó anh em thấy nó hiện ra chỗ này không? Và anh em đặt tên là Đại Phật Sơn như thế nào đó anh em tự đặt thôi. Rồi. Anh em đặt tên xong thì bây giờ Khải sẽ vào game. Thì vào game thì cũng bình thường anh em. Anh em chọn để coi Khải coi cái này. Cái này cũng anh em chọn cho run luôn. Run admin luôn. Đấy, chọn cho admin luôn. Ok, apply. Ok. Rồi sau khi chọn xong thì anh em kích đúp chuột. Chuột phải run admin center chạy hoặc là anh em hai chuột cũng được anh em. Tại vì anh em đã chọn chế độ admin từ lúc nãy rồi. Rồi bây giờ anh em chờ đợi một tí. Đó. Rồi nó sau khi nó chạy xong 100% thì anh em hãy nhấn nút đăng nhập để bông tỏ những hồ. Thì bây giờ nhấn đăng nhập thôi nè. Đăng nhập rồi tạo tài khoản rồi anh em vào game thôi. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ Khải rồi sau khi tải xong đây. Bây giờ Khải đăng nhập cho anh em xem test thử rồi nha. Đó. Rồi anh em sẽ chọn xuống công thành chiến xưa. Mấy chỗ đạo Phật Sơn. Còn bên dưới này là đấu trường, anh em không có vào được nha anh em. Đấu trường khi nào có giải đấu hoặc là mình chủ hoặc là thiên hà này nhúc bang, hoặc là những giải đấu xong tiền sát thủ này nọ thì anh em mới xuống bên dưới. Đó, còn bên này anh em vô. Rồi, thì Khải cũng đã tả rồi. Đó, Sơn. Đó, Khải sẽ vào cho anh em xem. Đó, hiện tại bây giờ Khải chưa tạo nhờ, chưa có cái nhân vật nào cả. Và bây giờ Khải tạo nhân vật thì bây giờ Khải tạo con ở khu vực Ba Lan hay chỗ nào cũng được. Nà, nếu mà khi open server á, khi open server vào ngày 19 đó năm, ngày 19 tháng 11 vào lúc 19 giờ á, thì Khải khuyến cáo anh em nên tạo những cái thôn nào ít người. Anh em đừng tạo Ba Lăng nha. Anh em tạo Ba Lăng thì tình trạng nó bị nghẽn mạng cũng như là full ạc, bị đá ạc rất là nhiều. Nên là theo Khải nghĩ anh em hãy tạo Lăng Bông Trắng hoặc đào Hương Thôn thì cho nó ít người đỡ bị tránh tình trạng bị giật lắc cũng như là bị out game nha mọi người. Đi con nét ra ngoài nha. Rồi Khải tạo đào Hương Thôn. Đó, Khải sẽ tạo con hợp mộc. Còn vấn đề anh em muốn mà đặt tên có việc cây. Đặt tên có việc cây, ví dụ như Di Khải cái Minh có dấu hỏi này nọ luôn đúng không? Hoặc là cái gì đó, con cá gì đó là có dấu sắc này nọ đúng không? Thì anh em hãy tải ngay cái việc cây 2007 về. Rất đơn giản thôi. Anh em chỉ cần lên Google. Đây là cái chỉ anh em cách gõ tên việc cây thôi. Anh em lên Google, ghi tải việc cây. Nhiều anh em chắc chắn thì không biết việc cây 2000. Đó, hoặc là 2007 nha mọi người. Khải đang dùng 2007 rồi, em nhấn tải vào thôi. Khải thì hiện tại ở cái trang tải miễn phí.vn đó. Rồi nhấn tải về rồi anh em nhấn cài đặt net thì nó sẽ xong cái bản này. Thì sau khi xong thì anh em mở nó lên, chọn chế độ run admin thì nó việc cây 2007 nó sẽ tự động chạy. Và sau khi chạy anh em bật chữ V lên. Rồi, anh em chọn chế độ TSVN3. Đó, thì bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ đây, Khải sẽ tắt cái webcam cho anh em xem. Đây. Nói về cái vụ việc cây 2007 thì đây. Sau khi bật lên xong thì nó sẽ hiện chữ E này anh em thấy không? Anh em chuột phải, anh em chọn chế độ TSVN3. Đó, anh em chọn TSVN3. Rồi anh em nhấn chữ V lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ghi việc cây. Bây giờ Khải sẽ ghi tên là gì? Và dấu cách của chúng ta đó là ALT0217. Đó là dấu cách thấy chưa? Di Khải này. Đó, rồi dấu cách tiếp. ALT giữ im ALT nha. 0217 dấu cách tiếp thấy chưa? Gaming. Rồi bắt đầu là mình add đường môn, mình ghi chữ 1 đây, đường Di Khải mình DM là đường môn không được full nhỉ. Thôi đường Di Khải mình 1 đây. Rồi, ok. Đạo ạ. Ôi thất bại.
Tại vì nãy Khải hướng dẫn lâu quá, nên Khải vô lại nha. Đó. Rồi, sau khi xong Khải sẽ tạo lại này. Ê, bỏ ba lần đi, đừng tạo ba lần đông người ấy. Rồi, bây giờ Khải sẽ gõ là tên cho anh em xem nha. Đấy, bây giờ Khải sẽ nhắn YouTuber lên. Rồi, rồi, bây giờ Khải gõ gì nè, dấu cách nè, alter nè, giữ im alter nè, 0217 nè, đó, thấy chưa? Khải này. Alter này, 0217 nè. Gaming 1. Ok. Đó, và sau khi vô game xong thì anh em việc còn lại thì bôn tẩu giang hồ thôi anh em. Còn anh em viết dấu luôn nè, anh em vẫn đỡ chữ vơ đó anh em viết dấu nè. Có con cò mà đi anh đêm, anh em thấy chưa? Đó. Đây là mình viết dấu trên cái việc cây 2007 luôn, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Ok chưa? Rồi, nói chung thì cái việc tải game thì nó khá là đơn giản thôi anh em. Còn anh em nào mà tải về rồi mà không vào được game, không vào được game giống như Khải thì anh em có thể bị em ngay vào fanpage. Link thì fanpage của game thì Khải đỡ bên dưới, hoặc anh em truy cập ngay vào trang chủ công thành chiến sư .com và bên mục bên tay phải nó có chữ inbox cho fanpage đó. Anh em có inbox trực tiếp vào fanpage thì bên đội ngũ Adder sẽ hỗ trợ anh em ngay và liền nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ cũng như nhấn nút đăng ký kênh và theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi hoạt động từ kênh của Khải nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều.